chào mừng tất cả con đợi quay trở lại với Hoàng Lăng nâng cấp. Hoàng Lăng nâng cấp. Hoàng Lăng nâng cấp. Đấy, mình lại được hồi sinh rồi các bạn. Mình lại được hồi sinh rồi. Sau khi hồi sinh thì mình sẽ lại chọn một cái địa điểm lý tưởng ở trong đây để mình quay tay. Đấy, mình rất thích cái đua này, mấy thằng này nó cứ bung ở đây làm cái gì hả? Chúng mày bọn cụ lì lì chúng mày nữa, chúng mày cũng chẳng đáng. Ui ôi, ôi kìa, mẹ nó cầm thú đi, nó sấy chết mình rồi này. Nó nổi thế. Nấu, chém được nào rồi. Bên này. Kéo được anh em ạ. Nhanh, vào đây này. Ôi kìa, đéo được rồi. Rồi xong. Hôm. Đéo được rồi, thì chết rồi. Đã chết dở mấy con này rồi, nó đéo cho nhặt hòm các bạn ơi. Mày chết này. Chúng mày chưa bắn tao không? Này. Rồi ok, thành tư mình mẹ rồi, mình điên phá rồi. Mẹ cái thằng lìn này, mẹ bọn nó cầm súng bóng đi thì vui vui quá các bạn. Nó làm sao để lên chém chúng nó nhỉ? Mình đang tìm cách mình lên mình chém nó phát. Mình siêu được cái này là... Ui, bọn nó sấy đấy. Lên anh em ơi. Mày chết này, chúng mày chạy hả? Chạy ở mấy con danh này. Bên này còn hai thằng nữa đây. Mày xuống đây này, mày xuống đây, con lợn này. Chỉ chờ nó xuống đây là sự đẹp luôn rồi này. Cầm súng bóng đi kìa. Nhanh, bật chữ không được việc đấy xem nào. Ô kìa. Ai nổi à, nó cầm mẹ khẩu tiêu pin mạnh thế này. Nổi có bắt nó thế. Mày chết cha mày đi này, không biến hero này. Không biến hero à? Nhờn, nó quen đi. Đấy, sau khi làm hero xong mình sẽ lên tiếp trên này mình. Quay bàn tay. Mấy thằng lìn nó đéo cho lên như này. Mấy thằng lìn này cút ra. Ui, mày quá đó. Mày kéo thịt chúng anh em ạ. Mày mỗi một dao thôi. Ô lên nào bạn ơi. Đến hết đây anh em ơi. Chúng mình lại bắt đầu cùng nhau quay tay tập thể thao. Mày này một phép này. Con đợn này hay phép của tôi mất tiền hóa này, nó ăn hòm nên là nó mất tiền hóa đấy. Trời ơi, nó ăn hòm là mất tiền hóa rồi. Mày chiến binh. Còn chiến binh mà ăn hòm thì các bạn sẽ nhận được gọi là những cái đồ thiết kế. Các bạn sẽ nhận được những cái đồ gọi là thiết kế mà các bạn nhận. Đấy, ví dụ có thể là lựu đạn này, có thể là súng phóng lựu này, rồi có thể là đấy, những hòm thiết kế. Còn rôm thì nó ăn thì nó sẽ được rôm nó được tiến hóa đấy, hoặc là nó được thêm máu thì tự kiểu thế. Ôi giờ hết mọi hòm rồi. Đéo là mấy cái thằng lìn mà không nhìn thấy không? Đấy các bạn thấy mình cho cái chết xong mình vẫn không bị kẻ rôm non. Vẫn tiến hóa được. Lên đi, tao đẩy nó lên này.
vậy được. Tỉnh ra. Ui rồi mẹ là bắn đúng một phát kìa. Thằng Cú Linh kia đâu? Thằng Cú Linh hello đây kia đâu rồi? Nó đi khỏi kìa. Đéo hiểu sao trong game này nó kiểu bị giật giật như thế này. Lúc mà nó bắn súng phóng lựu ấy. Ui rồi lúc mà bắn súng phóng lựu nói thật các bạn á, giật đéo chịu luôn ạ. Đéo hiểu sao nó vẫn còn hòn biết thế. Rồi ăn được lại thêm mầm hòn, tiến hóa thêm được một bậc nữa. Mày giết cha làm gì để mày thì nhờn nhẹ hả? Đấy cứ ăn là được thêm máu hoặc là được tiến hóa nhá. Thì vào chém à, thì non ra đi. Cái gì đấy? Chúng mày nói cái gì vậy? Bọn Cú Linh này. Hi hi, nói chung ô sao mấy thằng này nó cứ đứng ở trong này làm gì vậy? Kích. À thiên lon đuổi nó ra. Đuổi nó cái kìa. Kéo nó đi. Hà Thiên Lon đầu. Hà Thiên Lon đầu. Hà Thiên L O L. Ơn đâu ấy nhỉ? Không thấy tên ở đây luôn này. Ô, mẹ mày hack à? Thôi hack đi sao anh em ạ? Má nó cái thằng này hack rồi. Rồi ok, bố một quà rồi nha. Nhớ cho một quà nữa. Nhớ cho một quà nữa đây. Đứng chặn hả? Mày thích đứng chặn đúng không? Cái tổng chặn thì nhớ cho sang đi. Để cho nhau lên thì cứ chặn. Thằng Hà Thiên Lon đâu nhỉ? Không thấy thằng Hà Thiên đâu cả. Đi cá này, đi cá này. Mày bắn nó chết rồi, nguy hiểm phải nổi ra. Em hết sức bình tĩnh gặp mấy con y tá đi mẹ. Sao mấy thằng này nó thoát lấy được nhiều nhẹ. Mẹ mày chẳng còn có mấy thằng cấp búa hết rồi. Cái này thì đánh đấm cái gì? Cái này đánh đấm cái gì à các bạn? Sao các bạn chơi không fair play tí nào vậy?